trong lớp làm đẹp khi mà em hướng dẫn mọi người dùng cái cây búa nhỏ này để nâng vòng một á, thì mọi người báo cáo kết quả quá trời luôn. Tức là có những học viên là dùng cái cây búa nhỏ này chỉ sau có 7 ngày thôi là vòng một đã săn chắc thấy rõ rồi. Với cây búa nhỏ này để nâng cái vòng một của mình á, giúp nó săn chắc lên, và không phải là tự nhiên mà mình có động lực đâu, bởi vì là sau khi mà sinh em bé xong ấy là cái vòng một của mình nó cũng không còn được săn chắc như là hồi còn trẻ nữa. Thế và trong lớp làm đẹp khi mà em hướng dẫn mọi người dùng cái cây búa nhỏ này để nâng vòng một á, thì mọi người báo cáo kết quả quá trời luôn. Tức là có những học viên là dùng cái cây búa nhỏ này chỉ sau có 7 ngày thôi là vòng một đã săn chắc thấy rõ rồi. Rất là vui là khi mà em đăng cái phản hồi đó lên Facebook cá nhân ấy, thì mọi người còn đòi là xem kết quả. Em đoán là mọi người chỉ đùa thôi đúng không ạ? Và đấy là cái mà em rất là muốn chia sẻ khi mà gõ quanh ổ mát này. Đó chính là cái kỹ thuật mà tác động phản chiếu. Quanh cái ổ mắt này nó cũng là phản chiếu của cái vòi trứng này, đó, buồng trứng này. Và khi mà mình dùng cái đầu dương này, đây, đầu dương này, và mình gõ xung quanh ổ mắt này là mình đang tác động vào cái phản chiếu của vòi trứng và buồng trứng xung quanh ổ mắt, thì nó sẽ cải thiện cái nội tiết tố của mình. Mình gõ xung quanh ổ mắt này, gõ nhẹ nhẹ thôi, không cần phải gõ quá mạnh đâu ạ. À, đó. À, các cô và các chị có thường xuyên mình thực hành cái kỹ thuật này mỗi ngày không ạ? À, những ai mà mình muốn săn chắc vòng một á, thì mình hãy thực hành cái gõ búa quanh ổ mắt này mỗi ngày nhé. Nếu mà mọi người không có búa thì mình có thể lấy ngay 10 cái đầu ngón tay của mình này, mình gõ như thế này ạ. Đó, không có búa vẫn làm được nhá. Mình gõ vuông góc này, có lực này. Đó. Cái cây búa nhỏ này ấy, nó cũng là một trong những cái dụng cụ mà nằm trong cái bộ dụng cụ căn bản của diện chẩn. Tại sao nó lại căn bản? Là bởi vì khi mà mình gõ xung quanh ổ mắt này này, cái bộ phận mà được chăm sóc đầu tiên chính là đôi mắt của mình. Đôi mắt của mình có quan trọng không ạ? Chính là cái bộ phận mà giúp mình nhìn rõ mọi sự, nên là tác dụng đầu tiên của việc gõ búa quanh ổ mắt này á, mọi người đừng có tưởng là mình chỉ gõ vài cái rồi mình dừng nha. Mình gõ này rất là chi tiết, mình đừng có bỏ qua bất kỳ một mm nào ở xung quanh ổ mắt. Đó, mình gõ xung quanh ổ mắt, và những cái chỗ nào mà mình thấy nó đau á thì mình gõ thêm, gõ thêm. Đấy, ví dụ mình đi qua cái điểm này mình thấy nó đau đúng không ạ, thì mình gõ thêm. Đấy, nếu mà mình dùng tay thì cũng tương tự như vậy. Nhưng mà mọi người đang dùng búa, mọi người thử đổi tay đi. Mình có thấy là nó bớt sâu hơn hẳn không? Cái chỗ mà mình vừa gõ đấy, rõ ràng là mình gõ búa thì nó đau, đúng không? Bởi vì cái búa này, cái đầu của nó nhọn, nhọn như thế này. Đấy, nó tuy nó nhọn nhưng mà nó vẫn êm. Đấy, đi qua những cái điểm tắc nghẽn thì nó sẽ đau. Thế còn nếu mà mình dùng bằng tay mình gõ thử lại cái chỗ đấy thì nó không còn đau nữa. Thì đấy là lý do vì sao ấy, là khi mà mình trị liệu thì mình sử dụng dụng cụ của diện chẩn, nó sẽ sâu hơn, hiệu quả hơn, đúng không ạ? Đó, chúng ta sẽ cùng thực hành. Và tại sao mà em lại giới thiệu cái cây búa nhỏ này, là bởi vì trong trị liệu nó đã là một cái dụng cụ vô cùng cần thiết và hiệu quả, bởi những cái tác dụng mà cái cây búa nhỏ này mang lại: lưu thông khí huyết mạnh và làm giảm đau rất là nhanh. Thế còn trong cái tác dụng với tạm biệt nám, thì khi chúng ta gõ búa quanh ổ mắt này, ngoài việc chăm sóc cái bộ phận là đôi mắt ra, thì nó còn tác động vào cái vùng phản chiếu của bộ phận sinh dục nữ. Cả nam và nữ thì xung quanh ổ mắt đều là bộ phận sinh dục phản chiếu trên gương mặt của chúng ta. Nên là trong trị liệu tạm biệt nám, thì khi mà mình tác động vào cái vùng phản chiếu của vòi trứng và buồng trứng, thì chúng ta đang giúp kích hoạt cái nội tiết tố của
chúng ta nó hoạt động mạnh mẽ trở lại. Bởi vì cái hệ nội tiết trong cơ thể con người ấy, nó điều phối rất là nhiều hoạt động. Và nếu mà nội tiết của chúng ta không hoạt động tốt, không khỏe mạnh á, thì nó sẽ gây ra một loạt những cái vấn đề. Nám da chính là một biểu hiện của việc nội tiết tố không hiệu quả. Đó, không đầy đủ nội tiết tố, hoặc là nó bị rối loạn, hoặc là chúng ta bị những cái vấn đề, ví dụ như là bốc hỏa này, đổ mồ hôi này, đúng không ạ? Hay rụng tóc, da khô, đấy, rồi kinh nguyệt không đều hoặc là mất rất là sớm, kinh nguyệt không còn nữa. Thế nên chúng ta chăm sóc cái đôi mắt này mỗi ngày chính là chúng ta đang chăm sóc nội tiết tố. Thế và những ai mà bị nếp nhăn quanh ổ mắt này, bọng mắt này, đúng không? Rồi là mụn thịt, mụn cám này. Thì khi mà chúng ta gõ như thế này mỗi ngày ấy, nó cũng giúp cho những cái vấn đề đấy được giải quyết luôn. Một động tác nhưng mà lại mang lại quá trời lợi ích. Có đúng không? Thế nên mọi người hãy chú ý, kể cả những người mà có nám hay là không có nám, những người mà đã làm hay là chưa làm, có dụng cụ hay là chưa có dụng cụ, thì mình hãy biết cái kỹ thuật gõ xung quanh ổ mắt này mỗi ngày. Bởi vì hàng ngày thì chúng ta dùng đôi mắt này có khi là đến gần như là 100%, đúng không? Lúc nào chả dùng đến mắt, trừ lúc chúng ta ngủ thôi, thì chúng ta mới nhắm mắt lại cho mắt nghỉ ngơi thôi, đúng không? Nên là buổi sáng ấy, mình dù là mình muốn nâng vòng một hay là mình không muốn, thì mình vẫn cứ chăm sóc cái đôi mắt này thật là tốt mỗi ngày. Đó. Mọi người có thấy là em gõ một bên mắt nhưng mà gõ rất là kỹ nãy giờ không ạ? Thế nên là dụng cụ mà hiệu quả hay không ấy là ở cái việc là chúng ta có hiểu dụng cụ không, chúng ta có nắm được kiến thức diện chẩn căn bản để mà chúng ta vận dụng trong cái việc chúng ta trị liệu hay không. Mãi mà mình chỉ gõ một cái bên ổ mắt này thôi này. Đó. Thế nhưng mà khi mà mình gõ lại vòng 2, vòng 3, mình thấy là nó đã bớt đau rồi, thì mình chuyển sang cái mắt còn lại. Đó. Có ai mà kiên trì ngồi gõ mắt lâu như thế này không? Có ai đã bao giờ ngồi gõ mắt lâu như thế này chưa ạ? À? Thực ra một là tất cả và tất cả là một. Thế nên là nếu mà chúng ta cứ tập trung làm và một cái vùng cần thiết và mình tập trung, có nghĩa là một lần trị liệu ấy, mình chỉ tập trung mình trị liệu một cái vùng của cơ thể thôi, thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều khi mà chúng ta làm hết tất cả mọi thứ. Ví dụ như là mình có thể cào đầu, mình có thể làm 6 vùng, mình có thể lăn khắp toàn bộ cơ thể. Thế nhưng mà ví dụ như trên mặt, mỗi ngày mình chọn một vùng mình làm thôi. Có những ngày mình làm rất là kỹ cái vùng cung mày chẳng hạn. Có những cái vùng ngày mình làm rất là kỹ cái vùng mũi. Đó, rồi là những ngày mình làm kỹ cái vùng miệng này. Mỗi ngày mình hãy chọn ra một cái vùng mình đặc biệt, mình tìm cái điểm đau sinh huyệt. Thì mình sẽ chăm sóc thật là kỹ thôi. Đó. Gõ búa thì không nhất thiết là mình phải gõ theo cái chiều nào. Ví dụ như là mình chọn một cái chiều là từ trong ra ngoài này mình gõ thôi là được. Đó, hoặc là mình cứ gõ theo cái tự nhiên. Đấy, theo cái tay tự nhiên của mình. Nó không quá là phải quy định đúng sai gì trong cái chuyện là mình gõ, mình chọn cái chiều gõ cả. Thì ở đây hôm nay chúng ta thấy cái sức mạnh của cái việc mà tập trung, sức mạnh của sự tập trung, sức mạnh của cái việc là một kỹ thuật nhưng mà mình dùng chi tiết cho một vùng. Đấy. Thế và cái kỹ thuật này nó đặc biệt tốt cho những ai mà mình, khi mà mình tác động như thế này này, mà mình tìm được nhiều cái sinh huyệt, nhiều cái điểm đau, thì mình hãy dùng cái kỹ thuật này đều đặn hơn. Thế và mọi người có thể dùng cái kỹ thuật gõ búa quanh ổ mắt này á, liên tục chừng 10 cho tới 20 ngày. Đấy. Mình trong vòng, kể cả là trong vòng 1 tháng mà mình chỉ dùng một cái kỹ thuật gõ búa quanh ổ mắt này thôi, thì mình sẽ
quan sát được cái sự thay đổi và cái hiệu quả của nó trên cơ thể mình rõ rệt hơn.